câu chuyện của tôi. Năm nay tôi 27. Hồi học lớp 3 tiểu học, thông qua người khác, tôi biết đến phim ảnh sét và kể từ đó tôi giả bị tính ngây thơ của tuổi đồng niên, lún sâu vào vực thẳm tà dâm. Thời trung học, tôi cũng thường tiếp xúc với đĩa sét, dù không hoàn toàn chìm đắm, nhưng thành tích học do vậy mà bắt đầu suy. Nhưng trải qua các kỳ thi, nhờ phúc đức tổ tiên, tôi vẫn vượt qua thuận lợi và đậu đại học với điểm cao. Vào đại học, tôi bắt đầu say cuồng truy đuổi tình yêu, đến hỏi học, chơi, vận động, ăn ngủ, bất kể thời gian nào, ngay cả trong mộng, tôi cũng chẳng lìa đâm ái. Vì vậy mà thần phách luôn điên đảo, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như cái xác không hồn. Tuy tâm mê tình mãnh liệt, nhưng bản tính nhút nhát nên tôi chưa có cơ hội giao du nhiều với phái nữ để thoát trác bản chất háo sắc, tham dâm của mình. Qua học kỳ 2, tôi sắm máy vi tính. Đây là lúc tôi bắt đầu chìm đắm, vì đã có cơ hội để săn lùng, tải xuống những bộ phim ảnh không lành mạnh để xem thường xuyên. Trong khi cùng bạn bè giao lưu, thỉnh thoảng tôi cũng giải trí bằng cách xem phim sách, rồi tỏ ra rất tài dục, bộc lộ hết thói phóng đãng. Tôi sắp săn lùng trên YouTube lão thể những phim đen kích thích tình dục. Tất nhiên những loại giải trí dơ bẩn này vô hình đã làm ô nhiễm khí chất thuần chân của tôi. Xong năm 2 thì nghỉ hè, tôi quen thói thủ dâm, hình như cứ 2 ngày phải giải quyết một lần. Bây giờ nghĩ lại, đó là quá khứ cực kỳ thống khổ, khó khăn nhất của tôi. Do vì tôi mỗi lần thầm cầu phải là tạm thời, mà không biết đó là căn nguyên. Nhất là mỗi khi tự sợ rồi thì rất dễ phân tích, buông thả bản thân, khiến tôi ngày thêm say đắm khoái lạc, ưa nhậu, ham ăn, mê muội, ngủ nhiều, nông nổi, nóng nảy. Mà tất cả điều này khiến bản thân tôi tiếp tục trầm lưng, vô phương ngôi lên. Suốt 4 năm đại học, tôi biểu hiện cực kỳ soàn, có thể nói là thất bại. Đầu tiên, tôi không được xác nhận là học sinh giỏi, chẳng được xếp vào hạng danh dự. Từ tiểu học đến cao trung, tổng cộng tôi được 8-9 lần xếp vào danh dự và một lần ưu tú. Lần này tôi không lãnh được suất học bổng nào, thành tích xem như thuộc đuổi. Tóm lại, do bị nhiễm thói xấu thủ dâm nên học vấn sa sút, tôi rước vào toàn suy sụp bổng bét. Chỉ có học qua ngày, không còn minh mẫn, có thể thấy thủ dâm giống như ma túy, nhưng còn độc hơn ma túy. Cuối năm 4, tôi vẫn trong tình trạng tinh thần sa sút mịt mờ. Dù tốt nghiệp đại học rồi, tôi vẫn nằm nhà ăn chực. Thời gian đó, tôi chuẩn bị thi vào viện nghiên cứu. Tôi vẫn nhờ tật cũ là thường thủ dâm. Mỗi lần phóng túng xong thì tinh thần suy sụp. Suốt thời gian dài, tôi cứ tái lập nuôi dưỡng thói xấu này nên không có tinh thần để thi. 6 tháng đầu năm 2010, tôi bận rộn với kiếm tiền và tìm học cách tác phẩm quy kết trường tài dâm. Bắt đầu hiểu được Phật pháp chút ít và khám phá ra sở dĩ mình gặp nhiều xui xẻo bất hạnh đều do thói tài dâm. Sau đó tôi nghiên cứu tập tu Phật pháp, thực hiện theo và không ngừng sám hối, quyết từ bỏ xấu lo tu thiện. Tôi bắt đầu đoàn tiệc với những văn hóa không lành, nhờ từ lực chư Phật Bồ Tát gia trì. Dần dần tôi dứt bỏ thói xấu thủ dâm. Đại khái từ tháng 8 năm 2010 đến nay, trừ trong mộng ra, vì trong mộng có lúc bị quỷ dâm dục mê hoặc nên tôi bị động thỏa dục. Do là sức tu chưa đủ, hễ mỗi lần không thắng tật thủ dâm là tâm thần khó tìm được sự yên tĩnh. Từ đó tôi cũng hiểu rằng phương thuốc hay dứt trừ tà tâm chính là Phật pháp. Cố gắng sửa thâm tâm,
Cuối cùng tôi cũng thi đậu vào viện nghiên cứu cao cấp Ưng Ý và được nhà trường Đài Loan ủng hộ. Trước đây, vào thời gian tôi thi, cha mẹ tôi từng đi khắp nơi xem bói, nào rồi rút thẻ, hỏi bốc sư, tìm thầy đoán mệnh. Ai cũng đều nói tôi có số khoa bảng, nào đậu cao, nhưng kết quả khiến sông tâm tôi thất vọng. Bây giờ nghĩ lại, vấn đề chủ yếu là do nơi bản thân tôi. Hơn nữa, tôi hiểu được hai điều. Tài dâm làm tiêu hao phúc báo rất lớn, rất mau mệnh phúc là do ta tự tạo. Từ khi tôi quyết chí tu đức giữ giới dâm thì hảo sự đã xuất hiện. Tôi thi đậu đúng ngay đầu bảng. Vừa bắt đầu thi là tôi cảm thấy có điều hay bất khả tư nghị. Sau này tôi còn có niềm tin khi công nhận quả không đổi. Thân bằng hảo hữu ai cũng bảo tôi năm nay thời vận đến nên quan vận chuyển tốt. Tôi mỉm cười vì tôi đã hiểu và thấm thía cái gọi là vận may. Nó không phải từ trên trời rơi xuống mà hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Vận may đó nằm ở chỗ đoạn trừ tà dâm, dứt ác tu thiện. Phải biết nhân tố cốt yếu gieo ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống chúng ta chính là tà dâm. Khi phạm tài dục là bạn tự làm hao tổn tinh lực nguyên khí, khiến thân thể suy nhược, đầu óc trì độn. Chưa kể tới chiêu vời xui xẻo tới liên miên. Nếu biết đoạn tuyệt tà dâm, bạn sẽ biến thành người có tinh lực sung mãn, đầu óc linh hoạt và mận mai luôn tới không ngừng. Trong xã hội mà trí tuệ xếp hàng đầu như hiện nay thì hành vi tà dâm sẽ khiến thể lực và trí óc bị hạ thấp, khiến ta rơi xuống tầng lớp thấp kém tận cùng trong xã hội, biến thành kẻ tầm thường vô năng, sống ôm phiền muộn cả đời. Có một kinh nghiệm thầm kín là trong thời gian đầu nguyện giới dâm nhằm mùa thi cử, có lần tôi không thống chế được nên tái phạm thi là tôi bị xếp vào hàng chờ cứu xét. Sau đó tôi biết lỗi, rồi sám hối, phát thệ cương quyết trừ tà dâm, thi thu được kết quả đậu giớt. Điều này khiến tôi giật mình và càng gắng sức tu sửa. Tôi phát hiện hễ tôi càng tu sửa giữ gìn đức hạnh thì mọi việc hanh thông, thi đậu rất cao, quan lộ thăng tiến, song thân cũng vui mừng. Đấy là tính cả những gì tôi muốn thổ lộ chia sẻ cùng các bạn. Hãy giới dâm vô tri vô ngại, lời người dịch đọc những chuyện nhân quả. Tôi dịch tiếp theo đây, bạn sẽ thấy xuất hiện nhiều người có khả năng phi phàm. Điều này có không? Vì nói như quả khanh thì những nhân vật đặc biệt này ông từng tiếp xúc qua có hơn 100 người. Có người do công phu tu mà được, nhưng có người vừa sinh ra đã sở hữu khả năng thần bí rồi. Đặc biệt những vị này khi vừa sinh ra họ luôn có xu hướng thích ăn chay, lớn lên không hề quan tâm đến chuyện kết hôn.